Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 29 tháng 8 thì nhiều trận sét có cường độ mạnh đã giáng xuống bang Ohio và Michigan của nước Mỹ. Hậu quả hai người đã thiệt mạng cùng hơn 700.000 hộ gia đình đã lâm vào cảnh mất điện trên diện rộng. Được biết những đợt sét đánh xuất hiện là do ảnh hưởng của mưa lớn và gió giật mạnh. Hai trường hợp tử vong được ghi nhận là một bé gái 14 tuổi bị sét đánh do vô tình chạm phải dây điện. Một người khác tử vong do bị cây đổ lên người. Nhiều đợt gió giật mạnh được ghi nhận tại các bang như Illinois, Indiana và Ohio. Hiện tại, chính quyền địa phương thông báo mạng lưới điện sẽ được sửa chữa trong vài ngày tới. Không có hiện tượng ô nhiễm nào được ghi nhận. Tuy nhiên, người dân sinh sống tại Detroit đang được cảnh báo về ô nhiễm nước đun sôi.